quý vị và các bạn, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình dự án để phát triển kinh tế. Trong đó thì nhân rộng các cái mô hình sản xuất đa dạng hóa sinh kế cho người dân đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Và từ đây thì đã khơi dậy tính tự lực, chủ động sáng tạo của các hộ nghèo trong phát triển kinh tế để giảm nghèo, và gia đình này là một ví dụ điển hình. Cuộc sống mới của gia đình bà Đinh Thị Trí hôm nay đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Ngôi nhà vững chãi, chỗ ở ổn định. Đồ đạc trong nhà dù chưa sắm sửa được nhiều, song đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Như vậy, sau bao năm vất vả, ốm đau, nghèo đói, cái vòng luẩn quẩn ấy giờ đã lùi xa. Đây là những con giống được gia đình bà nhân lên ngày càng nhiều từ sự hỗ trợ của địa phương từ năm 2019 đã giúp gia đình bà thoát nghèo. Cẩn mẫn trong lao động, áp dụng đúng quy trình chăm sóc phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nên cứ sau 4 tháng, gà lại được xuất bán, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình từ mô hình này. Như vậy, sau khi gia đình bà Trí thoát nghèo trong năm 2019, thì đến nay xóm phụ cấp chỉ còn 11 hộ nghèo trong tổng số 220 hộ gia đình tại đây. Về các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo mà đã được các cái dự án hỗ trợ thoát nghèo bền vững ấy, thì tôi thấy là các cái hộ này đều có ý chí và vươn lên phấn đấu. Thì cụ thể như là nhà chị Trí ở đây, và thì như các anh các chị cũng đã biết, thì cũng tuy rằng mới được nhận dự án cách đây khoảng trên một năm thôi, vâng, nhưng mà thế là gia đình thì cũng đã phát triển kinh tế rất tốt. Như vậy thì tôi cho là cái dự án này là rất tốt và cần được, nếu được thì xin được nhân rộng thêm cho các hộ khác. Trên cơ sở nguyện vọng đăng ký của hộ nghèo và định hướng của chính quyền địa phương để lựa chọn các mô hình giảm nghèo phù hợp, thời gian qua cho thấy những hiệu quả thiết thực được bà con duy trì, nhân rộng và ngày càng phát triển để cải thiện cuộc sống. Không chỉ tập trung chăn nuôi từ con giống đã được hỗ trợ, được vay vốn để đầu tư sản xuất, hộ nghèo nơi đây còn chăm chỉ làm ruộng, làm nghề phụ, chắt chiu từng chút một để phấn đấu thoát khỏi cảnh nghèo đói. Gia đình bà Lê Thị Oanh, chỉ từ 160 con gà giống được xã hỗ trợ ban đầu và 50 triệu đồng tiền vốn được hội nông dân địa phương tín chấp để vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2018. Sau 2 năm nỗ lực sản xuất, cuộc sống của gia đình đã ổn định hơn trước. Gia đình tôi thì cũng nói chung là cũng nghèo lâu năm rồi. Từ lúc đầu hai vợ chồng lấy nhau thì cũng có hai bàn tay trắng thì cũng vất vả. Bây giờ được năm vừa rồi thì được nhà nước quan tâm giúp đỡ với lại ủng hộ, bây giờ gia đình tôi thoát nghèo. Chăn nuôi thì cũng phải học hỏi, thì nuôi thì con vật nó mới phát triển được, chứ còn gia đình thì cũng chăn nuôi, cũng làm nghề cái ao phụ, làm ao nuôi cá với lại nuôi chăn nuôi ngoài ao, thì nuôi ngỗng rồi nuôi lợn, cho nên là cũng có thu nhập. Những cái hộ mà được vay và đã được cấp con giống thì giao cho cán bộ chuyên môn thú y thường xuyên theo dõi để phát hiện dịch bệnh có gì thì phòng trừ kịp thời cho các hộ gia đình đã được phát triển chăn nuôi. Việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo mang tính bền vững luôn được các địa phương cụ thể hóa bằng những giải pháp cụ thể hàng năm. Theo đó, cùng với hỗ trợ trực tiếp theo phương châm giúp cần câu, thì việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế gắn với tiềm năng thế mạnh tại địa phương để hộ nghèo được tham gia sản xuất được coi là giải pháp phù hợp. Tại xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, các tổ nhóm hợp tác được hình thành đã thu hút hộ nghèo tham gia sản xuất với ý thức trách nhiệm cao. Ở cái địa bàn chúng tôi quản lý thì nói thực tế ra là cũng thành lập một số các cái hộ thành một cái nhóm, nuôi theo cái nhóm đấy thì cũng thường xuyên là đến trao đổi cái kinh nghiệm, rồi là trao đổi lẫn nhau. Để rút ra những kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc con tôm, thì đối với một số các cái hộ trong cái diện nghèo đợt vừa rồi ấy, thì là cũng đăng ký cái mô hình thoát nghèo, thì phát triển nuôi con tôm, thì
anh em chúng tôi cũng đến gọi là hướng dẫn cụ thể, rồi là cũng trao đổi thêm về các cái cách thức làm sao nuôi con tôm cho nó thành công. Ở đây thì đối với địa phương chúng tôi thì đã thành lập được một tổ hợp tác thanh niên về nuôi trồng thủy sản, rồi là một hiệp hội nuôi tôm. Đối với các anh là các gia đình là tham gia nuôi tôm công nghiệp thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động người nghèo, hộ cận nghèo để tham gia nuôi tôm. Bên cạnh các cái hỗ trợ của Đảng và Nhà nước thì đối với địa phương chúng tôi thì cũng tập trung tuyên truyền cùng với lại trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản Kim Sơn Yên Khánh, các hộ nuôi tôm trong vùng để hỗ trợ về kỹ thuật, về kinh nghiệm sản xuất, một phần nữa là hỗ trợ về vật tư để các hộ nghèo, hộ cận nghèo được tham gia vào cái quá trình sản xuất ứng dụng công nghệ cao để phát triển kinh tế và từng bước thoát nghèo. Thuận lợi là thế, sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương là thế, song không phải lúc nào công tác giảm nghèo cũng đạt kết quả như mong muốn. Có những hộ vì sống trong nghèo đói khá lâu nên khó thay đổi nhận thức. Cũng có những hộ khi nhận được sự hỗ trợ thì vẫn gặp rủi ro hoặc ốm đau, không thể duy trì được mô hình sản xuất. Chính vì thế, các địa phương đã tăng cường các biện pháp, hình thức tuyên truyền để hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thụ động. Đồng thời vận động người dân dám nghĩ, dám làm, thay đổi thói quen sản xuất để có thu nhập vươn lên thoát nghèo. Đây là thành quả trong suốt hơn 5 năm qua của bà Vinh, một trong số gần 4.000 hộ trên địa bàn tỉnh được nhận bê giống từ chương trình từ thiện của Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup. Mới đầu do sức khỏe yếu, bà cũng chỉ chăn thả quanh nhà bằng nguồn cỏ tự nhiên, bỏ lớn chậm. Dần dần khi sức khỏe ổn định, bà tự trồng cỏ, áp dụng chăm sóc con nuôi theo đúng kỹ thuật, nên không chỉ trả lại được nguồn bò giống ban đầu mà còn tiếp tục nhân giống bê con. Đấy thì nói chung là cũng nuôi từ cái đợt đấy thì là cũng nhờ là tập đoàn đấy đưa lên thì là cũng chăm sóc về nuôi gì áp dụng đủ mọi thứ, vừa cỏ vừa cấy cỏ một đấu mấy mẫu ruộng đây. Là ở đây là chăn thả rồi là cám bã đủ thứ. Đấy, bây giờ là cũng bớt được phần khó khăn lên nữa, là giờ là cũng không trông nhờ vào sự của nhà nước và đã thoát được cái nghèo rồi, mình vươn lên, vượt lên chính mình là cũng là cố gắng lên để có tí vốn là dạy con cái ăn học. Hộ giáp nghèo được hỗ trợ 10 triệu 200 để làm cái mô hình nuôi tôm này. Mình cố gắng sao làm sao phải thoát được hộ nghèo, mong muốn như thế. Thì sau khi được tiếp cận cái nguồn vốn vay, rồi nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình dự án, thì người nghèo đã tập trung vào cải tạo ao đầm, đấy, mua sắm các trang thiết bị vật tư, rồi lựa chọn con giống và nuôi thả đáp ứng đúng theo cái quy trình kỹ thuật. Do vậy thì cái hiệu quả từ cái mô hình hỗ trợ của nhà nước đã làm thay đổi cái tư duy sản xuất của người nghèo, để cho nó ổn định sản xuất hơn và tạo thu nhập ổn định hơn trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Cùng với động viên cả về vật chất và tinh thần, các địa phương còn giúp người dân tiếp cận đầy đủ các chính sách về tín dụng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động để hộ nghèo tìm hướng đi phù hợp. Cũng tạo điều kiện cho các hội viên khó khăn nữa vay tín chấp bằng bìa đỏ, rồi tín chấp trực tiếp theo cái chỉ thị của chính phủ là vay nóng để giúp hội viên nông dân sản xuất rồi là kinh doanh trên địa bàn của mình, làm sao đảm bảo cái mục đích cuối cùng là phải sinh lời và giảm được nghèo và để cho gia đình có điều kiện kinh tế phát triển lên và ăn cho con cái học hành phát triển về cả về tri thức và cả về kinh tế. Trong thời gian tới thì Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và các bản xóa đói giảm nghèo cũng quan tâm tới các hộ nghèo và hộ cận nghèo, là cũng sẽ hỗ trợ những con nuôi cây trồng mới và hỗ trợ những cái việc làm mới. Thì trên địa bàn cũng đang có cái mô hình học tập cộng đồng về phát triển các ngành nghề tại địa phương. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Ninh Bình có trên 100.000 người được giải quyết việc làm, vượt kế hoạch 14%, trong đó xuất khẩu lao động là trên 6.200 người. Đã có không ít hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng lợi từ các chương trình, dự án.
Chính vì thế, đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm chỉ còn 2,57%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,07%. Dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo lần lượt giảm xuống dưới 2% và 3%, đạt và phù hợp với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vừa qua đã làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội nói chung và đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo nói riêng. Việc tiếp tục rà soát, hỗ trợ cụ thể để các hộ phát triển kinh tế không tái nghèo được các cấp, các ngành quan tâm. Chủ trương của chính phủ thì đối địa phương xã thì chúng tôi cũng đang rà soát theo hướng dẫn của Sở Lao động cũng như Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn, rà soát các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo và đặc biệt đối với các lao động tự do và các hộ kinh doanh trên địa bàn đến từng thôn xóm và thường xuyên cập nhật thông báo trên đài truyền thanh của xã để cho nhân dân cũng như cán bộ đảng viên nắm được về cái chủ trương chính sách thực hiện đúng chúng và đảm bảo kịp thời, không có nhầm lẫn. Qua cái đại dịch Covid vừa rồi mà qua khảo sát thực tế của địa phương ấy, thì các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương thì đã khó khăn thì lại càng khó khăn hơn. Vì do cái điều kiện là người ta không có thêm cái công ăn việc làm, không có thu nhập. Mà đại đa số người dân ở đây thì là người khuyết tật rồi là người bệnh tật hiểm nghèo. Đấy. Thì cùng với cái sự nỗ lực phấn đấu của các cái gia đình nghèo, cận nghèo ấy, thì chúng tôi cũng tha thiết đề nghị với các cấp ủy chính quyền, các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện và tạo điều kiện hơn nữa để cho các cái gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo có cái điều kiện để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các ngành đoàn thể trong việc đa dạng hóa các hình thức sinh kế, sự chia sẻ của cộng đồng đã và đang tạo đòn bẩy để các hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt khó vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no. Họ rất cần được sự động viên, khích lệ, chung tay giúp sức của toàn xã hội.